Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ thông qua chuyên đề tâm lý học dựa trên những nguyên tắc tâm lý và khoa học hành vi giới thiệu đến cho mọi người những lý luận liên quan, giúp mọi người hiểu sâu hơn những tư duy tâm lý ẩn giấu qua những hành vi bên ngoài. Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu nguồn gốc những thuật ngữ chuyên môn và bằng những ví dụ cụ thể giúp cho các anh chị nhanh chóng nắm vững cách làm như thế nào để có thể vận dụng khéo léo tâm lý học kinh doanh để dễ dàng có được trái tim của khách hàng. Các anh chị đã chuẩn bị chưa nào? Đầu tiên chúng ta cùng nhớ lại trước đây đã từng giới thiệu qua với các anh chị về lý luận bác bỏ, không chỉ có thể vận dụng được trong kinh doanh mà cũng có thể áp dụng trong cả lời thoại để tuyển dụng. Lý luận bác bỏ nói đến việc chúng ta có thể chủ động đưa ra những thông tin tiêu cực hoặc những nhược điểm, sau đó lại đưa ra những mặt tích cực hay ưu điểm, từ đó có thể cân bằng và nâng cao mức tín nhiệm. Lấy ví dụ như, có một quảng cáo nổi tiếng về thuốc bổ gan quảng bá bằng cách nói rằng, tôi rất không giỏi ăn nói, nhưng mà chúng tôi rất thực tế. Đây chính là cách vận dụng nguyên lý của lý luận bác bỏ. Còn một siêu thị liên doanh khác dùng cách tự chế nhạo mình để lộ những điểm yếu của mình, chẳng hạn như chúng tôi không có những thương hiệu xa xỉ, những đồng phục nhân viên hấp dẫn, thậm chí cũng không có nhà đổ xe, vân vân. Bằng việc nói ra những khuyết điểm này với khách hàng rằng họ cố gắng tiết kiệm những chi phí phục vụ mềm này là để nhằm mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm với giá rẻ nhất. Lý luận bác bỏ chính là qua việc tiết lộ những khuyết điểm trước, làm cho đối phương cảm thấy đề xuất của chúng ta hoàn toàn không phải đứng trên lập trường của cá nhân, cố gắng nói những điều hay ho, mà thay vào đó là sự khách quan và thành thực. Đầu tiên nói ra nhược điểm của mình chính là cách nói để có được sự tin tưởng. Xong, cũng nên nhắc nhở mọi người rằng, cái gọi là nhược điểm hoàn toàn không phải là nhược điểm thực sự, mà chỉ là nhược điểm tương đối nhỏ. Sau đó nêu ra cái ưu điểm lớn hơn để che đậy đi. Với ví dụ vừa rồi mà nói, tôi rất không giỏi ăn nói, nhưng mà tôi rất thực tế. Không giỏi ăn nói, nhược điểm này là một nhược điểm hoàn toàn vô hại, còn ưu điểm tôi rất thực tế lại chính là một ưu điểm rất quan trọng. Như thế mới có thể mang lại hiệu quả thuyết phục. Trên đây là những lý giải về lý luận bác bỏ. Các anh chị đã hiểu rõ chưa ạ? Wow, lý luận bác bỏ thật là thần kỳ quá đi. Chỉ cần điều chỉnh lại một chút về trật tự lời nói là đã có thể mang lại hiệu quả lớn như vậy. Nhưng tôi lại có một vấn đề. Các bạn hãy chỉ cho tôi cách vận dụng lý luận bác bỏ trong nghệ thuật nói chuyện thường ngày được không? Xem đến đây, các anh chị có thể sẽ nói, wow, lý luận bác bỏ thật là tuyệt. Tôi phải nhanh chóng đem nó vào vận dụng trên thị trường. Bắt chước câu, tôi không giỏi anh nói, nhưng tôi rất thực tế. Tôi sẽ đến nói với khách hàng rằng, vàng của tôi có thể không tốt, nhưng tôi là người tốt. Tuyệt đối không được nói như thế, nó không phải dùng như vậy. Một lần nữa xin nhắc lại với các anh chị, chúng ta sẽ nói về khuyết điểm trước, chỉ cần là những khuyết điểm nhỏ thôi. Còn ưu điểm đi sau đó phải là những ưu điểm đủ mạnh để có thể che lấp những khuyết điểm nhỏ phía trước. Lấy việc thăm gặp khách hàng mà nói, người mới có thể nói, tuy tôi mới vào nghề nhưng tôi sẽ cố gắng. Chỉ cần gọi điện thoại tôi lập tức sẽ tới ngay. Còn những đồng nghiệp lâu năm có thể nói, tuy tuổi đời tôi hơi cao, học lực cũng không xuất sắc lắm, nhưng tôi thường tham gia các khóa học ngắn hạn, tiếp tục làm mình trở nên chuyên nghiệp hơn để có thể mang lại cho anh chị sự phục vụ tốt hơn. Các anh chị có thể thử tiết lộ một ít khuyết điểm nhỏ của bản thân để có thể tạo ra những lý luận bác bỏ của riêng mình, tin chắc rằng sẽ mang lại một sức thuyết phục cao. Bình thường khi chúng ta tuyển dụng, sẽ không ngừng chia sẻ với đối tượng tuyển dụng về những ưu điểm của công ty. Ví dụ như nói về hình tượng thương hiệu, ưu thế công ty, chế độ đào tạo, phúc lợi lương bổng, con đường thăng tiến, xu hướng sản phẩm, v.v. Nhưng khi đó những đối tượng tuyển dụng của chúng ta có thực sự muốn nghe không? Nghe có vào hay không đây? Hay là bọn họ có tin không? Nếu dùng lý luận bác bỏ để điều chỉnh lại cách trình bày, chúng ta có thể điều chỉnh thành ngành này thực sự khá cực khổ, nhưng có cái nghề nào mà không khổ cơ chứ? Sự cực khổ của chúng ta đều có giá của nó cả. Đủ cực khổ sẽ đổi lấy thành quả cao, giúp gia đình có được một cuộc sống chất lượng hơn. Tuy phải đối mặt với việc nguồn khách hàng từ đâu mà có, song chúng ta có chính sách điều chỉnh hợp đồng phục vụ, còn có mô hình kinh doanh chéo với ngân hàng và phi nhân thọ. Ngoài ra, công ty chúng ta còn có những hoạt động công ích từ thiện, có thể tiếp xúc với khách hàng. Có thể chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều từ chối, nhưng cũng chẳng sao. Công ty chúng ta hiện nay rất xem trọng PRP, không chỉ giúp bạn lấy động lực mà quản lý còn đưa ra những kinh nghiệm thực tế của mình, cùng bạn tìm ra khó khăn và đưa ra hướng giải quyết. Ví dụ như nói ra một khuyết điểm nhỏ hoặc là nguyên nhân đối phương lo sợ, sau đó nói đến những ưu điểm lớn, mà những ưu điểm lớn này có thể giải quyết được những khuyết điểm nhỏ trước đó, tạo thành một cách nói nhấn mạnh ưu điểm và khách quan về khuyết điểm, tin chắc rằng sẽ có sức thuyết phục cao hơn. Với lý luận bác bỏ vừa được giới thiệu, các anh chị đã rõ chưa nào? Chỉ cần thông qua một sự điều chỉnh nhỏ, những điều muốn nói sẽ có được sức thuyết phục cao hơn. Các bạn đừng ngần ngại mà hãy luyện tập thử đi nhé. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một khái niệm tâm lý học thứ hai, đó là tránh sự tổn thất. Khái niệm này nói với chúng ta, con người đối với những sự vật sự việc tiêu cực thường sẽ nhạy cảm hơn so với những sự vật sự việc tích cực. Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy nghe những giải thích dưới đây nhé.
Trong tâm lý học còn có một khái niệm gọi là tránh sự tổn thất. Định nghĩa của nó là trong trường hợp cái đạt được và cái mất đi tương đương nhau, thì phản ứng tâm lý đối với những thứ mất đi sẽ gấp 2 lần so với điều đạt được. Nghe có vẻ cao siêu nhưng không sao cả. Trước hết chúng ta hãy lấy ra vài ví dụ để giải thích. Có một tổ chức y tế muốn tuyên truyền về phòng chống ung thư vú. Họ gửi đi hai bản thông điệp không giống nhau. Thông điệp A viết rằng hãy định kỳ kiểm tra ung thư vú hàng năm nhằm sớm phát hiện và sớm điều trị. Còn thông điệp B lại viết rằng nếu như hàng năm không định kỳ tiến hành kiểm tra ung thư vú thì bạn đã mất đi cơ hội quý giá để sớm phát hiện bệnh và điều trị bệnh. Căn cứ vào thống kê, những người đã xem thông điệp B và gọi điện đến xin tư vấn nhiều hơn rất nhiều. Từ ví dụ trên chúng ta có thể thấy, cảm giác của chúng ta đối với những mất mát mạnh hơn nhiều so với cái đạt được. Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ khác. Năm 2010 có một nhóm học giả kinh tế đã thử lấy tiền thưởng để thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục. Cách làm là thông báo với giáo viên, nếu đạt được biểu hiện đào tạo tốt, thành tích học tập của học sinh tốt, thì giáo viên sẽ được tiền thưởng. Trong số 150 giáo viên tiến hành làm thử nghiệm, có một nửa giáo viên đến cuối năm học mới nhận được tiền thưởng, còn một nửa thì nhận được tiền thưởng ngay từ học kỳ 1. Nhưng vấn đề là nếu như cuối cùng thành tích đánh giá không tốt, thì sẽ thu lại một phần tiền thưởng đã nhận. Các anh chị sẽ cảm thấy dù sao cũng có tiền thưởng, có trước hay sau cũng chẳng khác nhau gì mấy. Thế nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy, những giáo viên lãnh tiền thưởng trong học kỳ đầu thì biểu hiện ở cuối kỳ càng tốt. Còn so sánh với biểu hiện của nhóm giáo viên còn lại thì khác biệt rất lớn. Có sự khác biệt như vậy, trên cơ bản đó chính là khái niệm tránh sự tổn thất, cũng chính là tâm lý lo sợ mất đi những cái đang có. Tại sao là như vậy? Nhóm giáo viên thứ hai vì sợ mất đi tiền thưởng đã đạt được mà cố gắng ra sức làm việc, thể hiện xuất sắc. Cũng có thể nói, nỗi sợ mất đi có khả năng trở thành động lực tiến lên của cá nhân mỗi người hơn là cái có thể đạt được. Đơn giản mà nói, khái niệm tránh sự tổn thất nói với chúng ta rằng nỗi đau của sự tổn thất luôn luôn lớn hơn niềm vui đạt được. Giải thích như trên các anh chị đã rõ chưa ạ? Khái niệm tránh sự tổn thất hóa ra là như thế. Hình như cũng hiểu rõ được một ít rồi, nhưng mà có thể nói chi tiết hơn chút nữa được không? Hơn nữa nó có quan hệ gì với việc kinh doanh bảo hiểm của chúng ta? Chúng ta dùng biểu đồ để giải thích thì tin chắc rằng các bạn sẽ hiểu rõ hơn nguyên lý tránh sự tổn thất. Đây là đường chuẩn, mũi tên hướng lên chỉ những điều đạt được, còn hướng xuống dưới là chỉ những điều tổn thất. Khi chúng ta cho khách hàng thấy những điều mà họ có thể đạt được, thì điểm chuẩn nằm ở giữa là một dạng trạng thái, nếu không đạt được thì cũng không sao. Thế nhưng khi ta nhấn mạnh với họ về những tổn thất mà họ có thể mất đi, thì điểm chuẩn sẽ nằm trên đường ở phía trên mũi tên, khiến khách hàng suy nghĩ, nếu không có thì sẽ như thế nào? Tự nhiên sẽ có cảm giác, nếu như mất đi cơ hội này thì thật là đáng tiếc. Con người bình thường không muốn mất mát, bởi vậy đối với sự mất mát luôn luôn đặc biệt nhạy cảm. Lấy một ví dụ, khi giúp khách hàng lên kế hoạch về bảo hiểm y tế, nếu như nói có bảo hiểm y tế rồi, thì cuộc sống càng có sự bảo đảm. Lỡ như có nhập viện thì có thể xin bồi thường trợ cấp nằm viện. Cách nói này đang là nhấn mạnh những lợi ích có thể đạt được. Nếu như áp dụng cách nói của khái niệm tránh sự tổn thất, có thể điều chỉnh thành. Nếu như thiếu đi hạng mục bảo hiểm y tế này, sau này nhỡ có chuyện gì thì sao? Không được bồi thường viện phí nằm viện, có thể dẫn đến những gánh nặng nặng nề về kinh tế. Nếu như đổi thành cách nói, nhỡ như không có, thì sẽ có những tổn thất gì? Đổi cách chia sẻ qua một hướng khác, có thể khách hàng sẽ có cảm giác hơn. Vì vậy nếu như có thể khiến khách hàng trong lòng nảy sinh cảm giác muốn sở hữu và vì thế mà lo sợ mất đi, thì bạn đã thành công được một nửa rồi. Ở trên vừa giới thiệu về khái niệm tránh sự tổn thất, có làm mọi người bất ngờ hay không nào? Chỉ cần điều chỉnh cách nói chuyện thì sẽ có thể có được một kết quả khác. Tiếp sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm tâm lý khác, hiệu ứng thu nhập bất ngờ. Hiệu ứng này giải thích cho chúng ta tại sao có lúc chúng ta tiêu tiền rất tiết kiệm nhưng lại có lúc tiêu xài rất thoải mái. Thái độ đối với tiền của con người được quyết định bởi việc bạn kiếm tiền như thế nào. Nếu như tiền của bạn là do rất cực khổ mới kiếm được thì thông thường bạn sẽ rất cẩn thận, tiết kiệm khi chi tiêu. Thế nhưng nếu tiền được kiếm từ những con đường khác thì ngược lại bạn sẽ chi tiêu mạnh tay và khá thoải mái trong việc dùng tiền. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng thu nhập bất ngờ. Ý nghĩa của nó là mọi người sẽ xem những tài sản bất ngờ có được như một dạng phần thưởng. Vì là tiền có được ngoài dự kiến nên chúng ta thường ít trân trọng hơn, cũng như rất thoải mái khi dùng số tiền này, và cũng có ý chỉ chúng ta khá mạnh dạn khi dùng những món tiền lời có được do đầu cơ để tiêu xài vào những việc mạo hiểm rủi ro cao. Đây chính là nguyên nhân tại sao nhiều người sau khi trúng số lại nhanh chóng tiêu sạch như vậy, thậm chí còn trở nên nghèo khổ hơn trước. Vì vậy có câu ngạn ngữ nói như thế này, đến như thế nào thì ra đi như thế đó. Đây chính là minh chứng tiêu biểu nhất của hiệu ứng thu nhập bất ngờ. Ê, hóa ra chính là hiệu ứng thu nhập bất ngờ, đúng là hay thật. Nhưng nó có liên quan gì tới công việc kinh doanh bảo hiểm của chúng ta chứ? Rốt cuộc thì hiệu ứng thu nhập bất ngờ được vận dụng như thế nào? Nếu tiền đóng phí bảo hiểm của khách hàng là do làm việc vất vả hàng ngày, tích góp từng chút một mới có được, thì đương nhiên khi tiêu xài sẽ hết sức cẩn thận, cân nhắc và sẽ có sự tính toán rất tỉ mỉ. Thế nhưng khi gần đến Tết, thì những khoản tiền như tiền thưởng cuối năm hoặc tiền lì xì mừng tuổi v.v.
chính là những khoản tiền mà hiệu ứng thu nhập bất ngờ đề cập đến. Đó là những khoản tiền hoặc khoản thưởng đến bất ngờ. Đối với việc tiêu xài, những món tiền này cũng sẽ rộng rãi, thoải mái hơn, lo nghĩ cũng ít hơn một chút. Lúc này chính là cơ hội rất tốt cho chúng ta tư vấn mua bảo hiểm, chẳng phải sao? Thế nhưng không thể trực tiếp yêu cầu khách hàng đem tiền thưởng cuối năm mà đi mua bảo hiểm, e là sẽ khiến cho khách hàng lại có tâm lý không thoải mái. Song lúc này nếu không ngại mà can đảm mở lời, giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm bảo hiểm phù hợp, đồng thời có thể nâng cao số tiền bảo hiểm, căn cứ theo nguyên lý hiệu ứng thu nhập bất ngờ, lúc này có thể khiến khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái, bằng lòng mua với mệnh giá cao. Chủ đề tin tức hôm nay đã giới thiệu cho các anh chị về nguồn gốc cũng như cách dùng của một số khái niệm tâm lý học như khái niệm bác bỏ, khái niệm tránh sự tổn thất, hiệu ứng thu nhập bất ngờ. Các anh chị chắc chắn đã hiểu rõ hết rồi. Thời gian còn lại, chúng ta sẽ thực hành lại một lần nữa. Thứ nhất, lý luận bác bỏ chính là chủ động nói ra những khuyết điểm nhỏ, sau đó nói đến những ưu điểm lớn hơn để cân bằng cũng như nâng cao độ tin tưởng của thông tin. Thứ hai, tránh sự tổn thất. Nỗi đau của sự tổn thất luôn luôn lớn hơn niềm vui đạt được. So với việc nhấn mạnh cái đạt được thì chúng ta thường sẽ có cảm giác hơn đối với việc nhấn mạnh sự mất mát. Thứ ba, hiệu ứng thu nhập bất ngờ. Chúng ta thường xem những tài sản bất ngờ có được như một dạng phần thưởng. Mức độ trân trọng nó sẽ thấp, cũng như rất thoải mái khi tiêu xài số tiền này. Tâm lý học kinh doanh giúp cho các anh chị nắm bắt được quyền chủ động trong kinh doanh. Xin chào và hẹn gặp lại.